Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề giải pháp vượt qua cơn thèm thuốc và phương pháp bỏ thuốc lá đơn giản và hiệu quả. Mình mua một lọ, đấy là mình xúc thử. Thì tức là khi cái vị nước vào ấy thì nó rất bình thường, xúc xong và nó ngấm vào trong cái vòm họng, cái răng của mình ấy. Thế khi mà hút thuốc vào ấy, body smoke ấy, thì là nó có một cái phản ứng của cái dược thảo ấy. Đấy, thì là nó phản ứng với cái hơi thuốc, với cái nicotine đấy, thì là khi thuốc vào cái thì nó cảm thấy là rất đắng, mà cái thứ hai là nó không, tức là nó không cảm thấy nó ngon mà nó rất khó chịu, một cái mùi rất khó chịu, thì đành phải nhả điếu thuốc ra. Thì mình cũng là đã là cái người nghiện lâu năm rồi thì mình cũng thử đi mấy lần nhưng mà không thể hút được, nó kéo dài, tức là buổi sáng sớm anh hút điếu thuốc là nó đã bị như thế rồi, đến gần trưa mình ăn xong mình hút thì là nó vẫn cái mùi đấy. Tớ dùng có một lọ thôi, mỗi một ngày thì tớ xúc miệng 3 lần. Tớ bỏ thuốc đây được khoảng 2 năm rồi. Đấy, thì từ khi dùng cái sản phẩm Body Smoke này tớ bỏ được 2 năm rồi. Thì mặc dù là ví dụ đi chơi, đi bời, đi du lịch các thứ thì anh em người ta vẫn hút, đấy, vẫn có người hút chứ không phải là không có người hút. Thế nhưng mà tớ cảm thấy là cái mùi thuốc ngày trước thì nó rất là thơm, nhưng mà bây giờ cái mùi thuốc bây giờ là nó rất khó chịu. Mình cũng mua về mình sử dụng. Lần đầu tiên mình xúc ấy, thì mới đầu thì xúc thì nó cũng có cái vị, nó cũng là vị quế, vị bạc hà, rất là thơm miệng. Đấy, nhưng đến khi mà mình xúc xong, mình nhổ ra và rồi mình châm điếu thuốc mình hút thì trời ơi, một cái vị đắng, nó đắng lắm, nó đắng sâu vào trong cổ họng. Anh nói đến lời cái này hả, mà mình dùng mình dọn mình nhổ ra luôn, nó đắng mà không ngậm được cái điếu thuốc để mà hút tiếp nữa. Cứ mỗi một lần mà nghĩ đến là chuẩn bị gọi là thèm thuốc ấy, mình lại nghĩ đến cái cảm giác đấy thì mình không dám hút nữa. Thế là mình cai cũng khoảng 4-5 ngày, mỗi một ngày mình cũng xúc họng khoảng 5-6 lần gì đấy. Thì là nó khoảng 4-5 ngày thì mình không còn cái cảm giác thèm thuốc nữa. Không cảm giác thèm thuốc nữa thì là mình từ đó là mình thôi, mình không hút thuốc. Được sự hướng dẫn của cái chị bán cái thuốc này này. Chị bảo vậy thì chú cứ làm theo cách như thế này. Thì cứ nếu chú thèm thì chú sẽ rót vào cái cốc này. Rồi chú xúc miệng. Xúc miệng xong bắt đầu là một lúc rồi chú châm điếu thuốc chú hút. Thì tôi làm đúng như vậy. Thì đầu tiên thì cũng làm đúng như vậy thì nó đắng, nó chán thuốc rồi, không muốn hút nữa rồi. Đấy. Lần thứ hai thì nó đắng, xong rồi đắng gắt vậy. Đấy, cũng làm đúng như vậy. Lần thứ hai coi như gần như là muốn vất thuốc kìa. Đấy. Hút được có vào một tí đâu. Một tí là vất đi thuốc đi rồi. Đấy. Vậy là đến lần thứ ba thì bắt đầu là coi không phải. Coi không hút được tí nào. Nó đắng kinh khủng vậy, chỉ châm vào một cái là thôi vất đi thuốc đi là từ đấy thì thôi. Kể cả bạn bè anh em ngồi hút bốn xung quanh này, nó cũng kích bác, nó bảo chứ đang hút như vậy hơn 40 năm mà sao bỏ được, ông bỏ được. Bà ơi không bỏ rồi, bỏ không phải. Không, ông cứ làm điếu đi. Làm điếu đi, không mà không là không, hút là không. Vậy nó khiếp mình thì bảo ông này giỏi nhỉ, hơn 40 năm mà giờ tự bỏ được. Lúc mà đọc kiểm nghiệm lâm sàng thì có ghi là 7 ngày bỏ được thuốc lá. Mình nghĩ bụng là sao mà nhanh được như thế được. Nhưng đến lúc mà sử dụng rồi đấy thì chỉ mất có 5 ngày thôi là mình đã không đụng đến thuốc lá, không thèm nữa. Thì cảm giác rất là nhanh, không thể ngờ đấy là cái tác dụng của nó lại tốt như vậy. Đầu tiên ấy, mở cái nọ sản phẩm ra thì là một cái mùi hương quế rất là dễ chịu. Sau đấy thì là mới lấy điếu thuốc để hút. Thì lúc đấy thì cũng chả còn vị ngọt nào, cũng chả còn có cái mùi hương quế nào cả. Chỉ thấy một cái mùi rất là, cái vị rất là đắng ngắt. Nó xông lên mũi rồi xuống cổ họng. Thì hút thêm hơi nữa thì lại càng đắng ngắt luôn. Cảm giác không thể chịu được. Cảm giác như là mình chỉ muốn lôn ngoẹ ra ngoài. Và lúc đấy thì vứt vội cái điếu thuốc đi, không sử dụng nữa. Body Smoke này nó rất là đặc biệt. Cái thứ nhất ấy, đây là cái sản phẩm bỏ thuốc lá, nó đã có mặt khoảng 14-15 năm ở trên thị trường rồi. Nó đã rất lâu như thế rồi mà em lại không hề hay biết gì. Đấy, lại còn bán là rất là phổ biến và nhiều ở các hiệu thuốc Tây. Thành phần cũng hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, rất là an toàn và không có tác dụng phụ. Mà cái đặc biệt nhất là cái cách mà mình sử dụng Body Smoke chị ạ. Tức là bình thường ấy, Body Smoke ấy, nó có cái vị thơm và vị ngọt của quế. Vậy mà khi mà mình thèm thuốc, mình xúc Body Smoke và mình nhổ ra và hút thuốc luôn. Thì cái lúc mà hút ấy thì những cái vị thơm và vị ngọt của cái vị quế là nó biến mất chị ạ. Mà thay vào đó là một cái vị đắng khét lợn trong cổ họng ạ. Nó làm cho em cảm thấy lúc ấy là rất là buồn nôn. Lúc ấy thì em chỉ hút được khoảng một hơi thôi, đến hơi thứ hai là em phải dập cái điếu thuốc đi ngay rồi. Tính đến nay thì em đã bỏ thuốc lá được 1 năm rồi. Bây giờ cái thuốc lá là coi như không ấy, không, mình cảm thấy là dính dưng, không có thèm thuồng gì nữa chị ạ. Để bỏ thuốc lá hiệu quả, chúng ta nên sử dụng nước xúc miệng Body Smoke với thành phần thảo dược là kim ngân hoa, cúc hoa, bồ công anh. Body Smoke giúp thay đổi hoàn toàn mùi vị của thuốc lá, cắt cơn thèm thuốc lá. Body Smoke đã được kiểm chứng lâm sàng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương cho hiệu quả cao, an toàn, tiết kiệm và nhanh chóng. Body Smoke giúp bạn dễ dàng từ bỏ thuốc lá. Body Smoke không làm bạn thất vọng.